nào để chúng ta có thể thiết kế ra một cái combo sản phẩm mà khiến cho khách hàng không thể cưỡng lại được. Thì chúng ta có ba cái đặc điểm này để chúng ta có thể làm được điều đó. Thứ nhất, đó là chúng ta sẽ tạo ra một cái ý gọi là sản phẩm cao cấp hơn, vượt cấp hơn. Ở đây có thể là về chất lượng sản phẩm, về bao bì, về thiết kế hoặc về những thứ khác, thì bạn có thể làm nó vượt cấp hơn đối thủ, nó trội hơn đối thủ. Và thứ hai là không thể làm cho khách hàng không thể cưỡng lại được bởi những cái giá trị mà bạn thiết kế đi kèm với nó, với sản phẩm đó, với cái combo đó, thì khách hàng sẽ đưa ra những cái combo gọi là, thì khách hàng sẽ nghe, khách hàng sẽ không thể cưỡng lại được đó, những cái giá trị đó đi kèm với cái sản phẩm đó. Đó, khách hàng chỉ thấy có lời thôi, chỉ thấy có lời thôi, đúng không ạ? Thứ ba nữa đó là khiến cho khách hàng không cần phải suy nghĩ. Đó, có nghĩa là khách hàng có cái rào cản gì thì chúng ta loại bỏ nó đi, thiết kế làm sao là loại bỏ cái những cái rào cản mà khách hàng suy nghĩ đó đi, thì chúng ta sẽ đạt được cái combo cho sản phẩm của mình là lời chào hàng không thể cưỡng lại được. Đó, thứ nhất nhé, thứ nhất là cao cấp hơn, vượt trội hơn, thứ hai là không thể cưỡng lại được, thứ ba là không cần phải suy nghĩ. Đó, hãy thiết kế lời chào hàng cho sản phẩm của mình nó đánh vào ba cái giá trị này. Ok các bạn.